Ê, sao buồn quá vậy? Bộ mày mới bị người yêu đá Không, cũng là bị đá nhưng mà tao bị thằng R5 đá khỏi liên minh vì không đủ 5 triệu lực chiến. à? Thôi, đừng có buồn. Tao làm R5 nên cũng đồng cảm. Chắc mày yếu quá mới bị kích đó thôi chứ. Cố gắng lên. Ủa, mày làm R5 hồi nào vậy? Đâu, tên là gì tao xem nào. Đây này. Ủa, thằng này là thằng vừa mới kích tao hồi nãy mà. Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với Gameplay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về top 10 nỗi khó khăn khủ khờ mà những người chơi F2P mắc phải. Anh em F2P bơi hết vào đây để cùng nhau động viên nhau sống qua ngày nào. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu ngay nào. Người ta dùng cuốc phi ra, tôi đây kẻ cuốc thiết tha qua ngày. Ngày này rồi lại ngày kia, sao mà khổ quá trời ơi là trời. Để cố gắng không thọt quá nhiều, những người chơi E2P thường phải dốc 200% công lực nai lưng ra để cày để không quá thọt nhiều so với những người chơi khác. Bạn cứ hình dung là bị deadline dí đã đáng sợ rồi, nhưng mà ít nhất là deadline nó còn có hồi kết. Đằng này thì kiểu như bạn bị dí vô thời hạn vậy, còn nghiện là còn bị dí thôi. Chừng nào cai nghiện game được thì may ra mới siêu thoát được. Cứ cày cuốc cắm mặt vào game 24/24 như vậy, nhiều người thấy nghĩ rằng mình là một thằng nghiện. Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán lắm rồi. Thật ra là do người chơi F2P họ đặc biệt ở chỗ là họ có niềm đam mê cháy bỏng, yêu game nồng nàn nên mới tiếp xúc với game liên tục như vậy. Giả sử bây giờ mà có một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng xuất hiện trước mặt họ thì chắc chắn họ sẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nhấc bổng lên và ném ra ngoài. Gái hú gì tầm này, game mới là chân ái. Trong thế giới Riot Kingdom, nó không khác gì một xã hội thu nhỏ cả. Nó sẽ có những tầng lớp, những cấp bậc trong game, người giàu, người nghèo, người giàu nhưng giả nghèo, người nghèo nhưng mà lại nghèo kiết xác giống như mình. Nói chung là không thể tránh khỏi sự phân biệt giai cấp trong game này. Đối tượng người chơi là F2P chắc chắn sẽ không có chỗ đứng quá cao trong tựa game này, trừ khi là bạn có một cái tài năng gì đặc biệt nha. Ví dụ như là hứng rally sống qua ngày chẳng hạn. Với những người chơi F2P có kinh nghiệm, cày sâu cuốc bẫm thì may ra mới khỏe được. Chứ F2P mà vừa lười vừa ngu ngơ vô số tội thì thôi, bị đè đầu cưỡi cổ là cái chắc. Nói chuyện mình phải gọi dạ bảo vâng các kiểu, chứ lỡ mà lớn tiếng một cái là bị mấy bốt để ý liền. Nhẹ thì đánh yêu vài cái, nặng thì cũng là đánh nhưng mà là đánh ghen. Phận người chơi miễn phí không thiệt kiểu này thì cũng thiệt kiểu khác. Thôi thì anh em F2P nạp lần đầu thử xem sao, biết đâu lại đổi vận, hành ngược lại các bốt thì sao nhỉ. Quãng thời gian đầu của trò chơi là một giai đoạn rất khó khăn với tất cả mọi người. Riêng người chơi với F2P thì sự khó khăn này đôi khi là một thử thách lọc mem, xem ai đủ tiêu chí để trở thành một F2P chân chính, không phụ lòng tổ nghề. Nhiều ông đã xác định chơi theo lối thà hy sinh tất cả chứ nhất quyết không chịu mất đi đầu Mina. Ấy thế mà chỉ với vài dòng quảng cáo đơn giản của nhà phát hành thì những chú gà non nớt đã xa lưới rồi. Nạp đi em, không nạp thì không được 5 triệu sức mạnh đâu. Nạp đi thì sau này có con Mina một kiếm bình thiên hạ luôn. Đó, những cam dỗ từ nhà phát hành. Bên cạnh đó bạn phải cúi đầu nhịn nhục, nằm gai nếm mật rất lâu, tích speed, tích tài nguyên để up T5. Khi đạt được mục đích rồi thì thôi, quay lại đấm hết mấy đứa hồi xưa ăn hiếp mình. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Là một người chơi F2P, có thể vì lũ ban dợ là vợ cả, còn mỏ game là vợ bé của bạn vậy. Luôn phải ăn ngủ với chúng cả ngày lẫn đêm. Sáng sớm tỉnh dậy kéo vài con man để khởi động chân tay cho nó nóng người, để sau còn chạy đua KS mỏ game cho nó linh hoạt. Chứ lỡ đâu đang chạy mà bị chuột rút thì mất toi mỏ game ngay. Những người man dợ thân yêu cung cấp cho bạn rất nhiều tăng tốc, tài nguyên. Ngày kéo tầm 300 con man dợ thì tăng tốc cứ gọi là rủng rỉnh đầy túi. Dần dần thì đủ đua thiên đỉnh luôn. Một phát từ người chơi T4 thành một bốt 100 triệu sau thiên đỉnh, nó cứ gọi là chất. Farm game đều đều thì bạn sẽ có lượng game lớn để chi tiêu cho các sự kiện tiêu đá quý, đập trứng này kia, giúp bạn nâng cấp được trang bị, tướng tá, làm cho tài khoản của bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần khai thác đúng hai yếu tố miễn phí là man dợ và mỏ game thì bạn gần như có tất cả trong lòng bàn tay rồi. Việc cần làm bây giờ là kiểm tra xem mức độ siêng năng cày cuốc của bạn đến đâu mà thôi. Những phần thưởng hấp dẫn trong trò chơi luôn là thứ được hầu hết game thủ quan tâm. Quà thì quá hạn mà số lượng người chơi thì lại vô biên. Qua đó thì không tránh khỏi sự ganh đua. Bỏ lên bàn cân so sánh thì một người chơi F2P làm sao có cửa dành ăn với một người chơi tiêu dùng tầm cao được. Vậy nên là nhiều trường hợp chẳng hạn như MGE, Vương quốc thường ưu tiên cho những người chơi key, nạp tech đầy đủ. Bạn là F2P thì dĩ nhiên là sẽ không có slot rồi. Dù là bạn chiến đấu rất dữ dằn đi chăng nữa thì khó có cơ hội để có thể cạnh tranh top cao được. Ngoài ra thì còn có những phần thưởng ngon lành như bát cháo hành khác, điển hình như là hồng đồ KVK, sự kiện 20 chọc, thiên đỉnh. F2P thì nói chung là cũng có cơ hội một chút đấy, nhưng mà nó là rất mỏng manh so với các bot. Có một cách khác, người chơi F2P nên chọn vương quốc phù hợp với mình. Nôm na là càng ít người chơi càng tốt để giảm bớt sự cạnh tranh. Như thế thì hút được quà lại còn đánh KVK dễ dàng hơn nữa.
Thật là một nước đi không thể đạt thông minh hơn. Người chơi F2P trung bình mất từ 3 đến 5 tháng mới đủ số lượng chọc vàng để nâng mắc một vị chỉ huy. Trời không phụ lòng người bao giờ. Để làm cho một người chơi F2P chạm tới tột cùng của nỗi đau thì giờ cứ tầm 2 tháng lại xuất hiện một vị chỉ huy mới. Lý Lý thật được biết chơi đùa với sự khó khăn của con dân F2P mà. Chọc thì đã mất rồi, nay phải cố chắc chiêu từng chọc, lựa chọn chỉ huy cho phù hợp với meta. Sai một ly là đi ngay công sức mấy tháng trời ủ chọc. Một năm F2P chắc mắc được tầm 3 đến 4 con, ai cày giỏi lắm thì mắc được 5 con. Hai đạo quân trong một năm là không hề đủ trong một meta xoay chuyển liên tục như hiện nay. Không chỉ huy nào là vũ ngực xưng tên đây là trùm cả, nổi lên một thời gian rồi lại bị sút về cánh gà, nhường sân cho những chỉ huy thế hệ mới. Tướng tá luôn là một vấn đề khiến những người chơi F2P phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng mà còn một cách khác là tại sao bạn không xem những video build up đội hình, xây dựng lối chơi của chúng mình. Nó sẽ giúp bạn định hình lại lối chơi và nâng cho những chỉ huy quan trọng, qua đó giúp bạn tối ưu được số lượng chọc vàng đang có. Link mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Đen tình thì đỏ bạc, còn tôi thì đen tình đen luôn cả game. Chơi game mà cứ như bị game chơi, những pha đập đồ thường rất đi vào lòng đất. Đen một lần thì có thể là do mình không đủ may mắn, đen hai lần thì chắc là do mình ăn ở chưa tốt, đen ba lần thì có thể là do có một thế lực nào đó đứng sau sắp xếp. Nhưng chuyện không thể lý giải như này thì không phải là lỗi, mà chỉ có thể là tính năng ẩn trừng trị những người chơi F2P. Nhà phát hành kiểu: mày chơi game mà không nạt ủng hộ đội ngũ làm game thì không được rồi, bọn tao sẽ phù phép cho mày biết thế nào là lễ hội. Cái này thì thiên về tâm linh là chính, có thể người gặp phải thì có thể người không. Ai mà đang đập đồ toàn xịt thì có thể comment ở phía dưới cho mình biết nha. Hy vọng là mình không cô độc trong hoàn cảnh này. Tài nguyên và tăng tốc là hai yếu tố tiên quyết ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của một tài khoản. Tài khoản dù mạnh đến cỡ nào, cạn kiệt hai thứ trên thì thôi coi như cút. Bốt thì khỏi nói, hết cái này hết cái kia thì nạp vào là xong. Nhưng F2P thì lại một câu chuyện hoàn toàn khác. Tài nguyên tăng tốc phải tính toán chi li một cách chuẩn chỉ, kỹ càng nhất có thể. Tiêu sai một cái là mất rất lâu mới hồi lực lại được. Đó là lý do tại sao có những câu chuyện là anh em F2P cố gắng đua thiên đỉnh, đạt được cái top 11 thì thôi bỏ nick luôn, mua nick khác. Riêng về tài nguyên thì có thể kiếm lại nhờ vào việc farm. Farm càng nhiều thì càng dư giả tài nguyên để đánh nhau thôi. Còn tăng tốc thì khó hơn rất nhiều. Nếu kinh doanh của bạn có bốt, thả dương vàng đều đều thì lại lên nhanh thôi. Không thì tích lũy hàng ngày qua các sự kiện lớn nhỏ. Nói chung là cần rất nhiều thời gian mới hồi được. Siêng thì anh em có thể kết hợp với kéo ban dợ. Tăng tốc thì cứ gọi là chất đầy chất đống luôn. Công nghệ pha lê là một trong những tính năng quan trọng nhất trong các định dạng KVK chinh phạt. Công nghệ pha lê mạnh hay yếu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm chiến đấu của bạn khi chơi game. Và chắc chắn rồi, một người chơi F2P không nạp hoặc ít nạp thì công nghệ pha lê của họ sẽ bị thọt khá nhiều so với những người chơi khác. Là một tính năng mũi nhọn, công nghệ pha lê có những nâng cấp từ cơ bản đến nâng cao. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì đích đến cuối cùng vẫn là cái điểm công nghệ mở khóa 6 hay là 7 đạo quân, cũng như là tách thiệt hại. F2P mà mở được 6 đạo hoặc là mắc tách thiệt hại thì cũng gọi là ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà câu chuyện đó thì có lẽ là xong kinh zone rồi. Thế nên là những người chơi F2P họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi đến từ công nghệ pha lê. Để vớt vát lại một chút, và những khoảng thời gian rảnh rỗi bạn có thể kéo ban dợ. Nếu bạn có nhiều tăng tốc thì đừng ngại làm các nhiệm vụ thành lũy luyện lính hoặc là tăng sức mạnh. Nó sẽ giúp bạn nâng cấp thành lũy nhanh. Qua đó mỏ pha lê của bạn sẽ sản sinh nhiều pha lê hơn, từ đó nâng cấp được nhiều nhánh công nghệ hơn nữa. Mà cách này thì hơi tốn tăng tốc nên là mình không khuyến khích nha. Bao giờ cũng vậy, một công việc lúc đầu với rất nhiều khó khăn, xen kẽ là những điểm bất lợi thì chắc chắn nhiều người chơi sẽ nản và bỏ cuộc. F2P là một lối chơi không phải ai cũng có thể chơi, đòi hỏi bạn cần phải có kỹ năng, kiến thức chuyên sâu về game và nghèo giống mình. Bên cạnh đó là những kỹ năng cơ bản của một kế toán là biết chi tiêu hợp lý. Thêm nữa bạn cần phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, bỏ qua hết những thị phi. Thời gian sẽ chứng minh rằng bạn là một người chơi chuyên nghiệp và thành quả mà bạn đạt được sẽ khiến những người mà từng xem thường bạn phải há hốc mồm kinh ngạc. Hoặc là họ sẽ tiếp tục cười vào mặt bạn nếu bạn vẫn là người chơi kém. Nếu cảm thấy quá áp lực, hãy vứt bỏ thân xác của một F2P phàm trần, tìm mua cho mình một tài khoản xịn xò con bò đánh đâu thắng đó. Chi tiết thì hãy liên hệ mình theo đường dẫn dưới phần mô tả nha. Đấy, F2P tuy là một cái danh khá hay ho, nhưng nó vẫn đi kèm với những nỗi khổ thầm kín mà ít ai để ý. Nếu bạn có phát hiện gì hay ho và thú vị hơn nữa, hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho chúng mình ra nhiều video hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.